Nga tấn công mạnh vào thành trì miền đông của Ukraine. Đoàn tàu quân sự Ukraine phát nổ sau đòn tập kích của Nga. Những con số tổn thất nặng nề của Ukraine sau nỗ lực tấn công không thành. Israel dồn xe tăng áp sát, pháo kích Gaza mỗi 30 giây. Khoảnh khắc quân đội Israel đột kích giải cứu 250 con tin khỏi hầm trú ẩn. NATO tuyên bố phản ứng cứng rắn nếu đường ống ở biển Baltic bị cố tình tấn công. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine. Nga đang huy động số lượng lớn quân sĩ và thiết giáp tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Adipka, miền đông Ukraine. Wall Street Journal đưa tin, giao tranh dữ dội đã nổ ra xung quanh thành phố Adipka phía đông Ukraine trong nhiều ngày liền sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn, huy động hàng nghìn binh sĩ và các đoàn xe bọc thép đến mặt trận này. Người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương Vitali Barabas phát biểu trên truyền hình Ukraine cho biết, giao tranh xung quanh thành phố không có dấu hiệu lắng xuống, hai bên đều ra sức pháo kích. Ông Barabas cho biết, trước đó riêng trong ngày 11 tháng 10, có khoảng 20 tên lửa đã tấn công vào khu vực này. Nhiều nạn nhân đã thiệt mạng và bị thương, thậm chí có người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Theo ông Barabas, đây có lẽ là đợt tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào khu vực này kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Thành phố Adipka khá gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, chỉ cách khoảng 23 km về phía Bắc và từng là trung tâm công nghiệp. Vị trí địa chiến lược đã khiến Adipka trở thành mục tiêu quân sự của Moscow kể từ năm 2014. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow nhiều lần thất bại trong nỗ lực đạt được mục tiêu đó. Ông Barabas cho biết, quân đội Nga đang cố gắng tấn công từ mọi hướng, có lúc lên đến 10 đến 12 hướng cùng lúc dưới sự hỗ trợ của không quân. Ngày 12 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng của ông đang nỗ lực giữ vững trận địa ở Adipka. Ông Zelensky đăng trên kênh Telegram cá nhân khẳng định, chính lòng dũng cảm và sự đoàn kết của người Ukraine sẽ định đoạt kết quả của cuộc chiến này. Vadim Sukarevsky, chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 59 của Ukraine, được triển khai gần Adipka, chia sẻ với Washington Post. Các lực lượng Nga đã tập trung thêm 3 lữ đoàn mới tiến về hướng Adipka. Ông Sukarevsky nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là giành quyền kiểm soát thành phố Adipka từ phía Nam và phía Bắc. Người Nga đang thực hiện đồng thời nhiều cuộc tấn công lớn bằng các thiết bị cơ giới hóa và các nhóm tấn công đường bộ, kết hợp với sự hỗ trợ của pháo binh và lực lượng không quân. Họ liên tục tấn công chúng tôi từ phía sau và bằng mạng lưới máy bay không người lái dày đặc. Vị chỉ huy người Ukraine cũng cho biết 4 tiểu đoàn Nga đã mất khả năng chiến đấu do bị tổn thất. Cũng trong ngày 12 tháng 10, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đăng tải đoạn video chỉ ra các bước tiến của Nga tập trung ở phía tây nam Adipka và Moscow chưa hoàn thành chiến dịch bao vây. Theo viện này, Nga sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt được mục đích này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lập luận, Adipka là một thành trì phòng thủ kiên cố của quân đội Ukraine. Điều này có khả năng sẽ gây khó dễ cho quân đội Nga trong việc tiếp cận hoặc chiếm giữ hoàn toàn khu vực này. Theo các chuyên gia, Moscow rất có thể sẽ tìm cách chia rẽ nhóm quân của Ukraine và ngăn họ triển khai sang các khu vực khác của mặt trận. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đã nắm bắt được kế hoạch này của Nga và đảm bảo ý định đó sẽ không thể thành công. Cũng theo viện này, lực lượng Nga đã kiểm soát 4,5 km vuông lãnh thổ xung quanh thành phố chiến lược Adipka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng, quân đội Nga cách biên giới phía bắc Adipka khoảng 5,2 km và tuyên bố của Nga về những bước tiến vượt quá khoảng cách này có thể chỉ là phóng đại. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vừa tiến hành cuộc tấn công nhà ga xe lửa ở Adipka, dẫn đến phá hủy đoàn tàu chở nhiên liệu dành cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trang tin The Drive dẫn nguồn tin quân sự cho hay, cuộc tập kích khiến nhà ga hư hại và một đoàn tàu chở nhiên liệu cho quân đội Ukraine phát nổ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể. Theo thông tin ban đầu, cuộc tập kích đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi hậu cần, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và các nguồn lực khác cho quân đội Ukraine. Điều này có thể cản trở nghiêm trọng khả năng cơ động và hiệu quả của các đơn vị quân đội thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của họ. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, Moscow nhiều lần tuyên bố tấn công nhắm vào các đoàn tàu chở vũ khí và nhiên liệu cho Ukraine. Đây không phải là lần đầu Nga thực hiện các cuộc tấn công vào đoàn tàu chở thiết bị vũ khí và đạn dược của Ukraine. Được biết, trước đó vào hôm 30 tháng 9, quân đội Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở xe bọc thép của lực lượng Ukraine ở khu vực Nikolayev phía nam Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang của nước này đã tấn công 3 kho vũ khí và đạn dược của quân đội Ukraine ở các khu vực Poltava, Dnepropetrovsk và Odessa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại sân bay Mykolaiv ở vùng Poltava và Dnep ở vùng Dnepropetrovsk, các kho vũ khí hàng không của lực lượng không quân Ukraine đã bị phá hủy. Tại khu vực thành phố Izmail, vùng Odessa, một nhà kho thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị tấn công. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên khu vực Bryansk và Belgorod phía tây nước Nga vào cuối ngày 12 tháng 10. Bộ này nêu rõ nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn vào khoảng 22 giờ theo giờ Moscow ngày 12 tháng 10. Hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không phát hiện và phá hủy trên vùng Bryansk và vùng Belgorod. Trong một thông tin đáng chú ý, theo báo cáo của Tình báo Quốc phòng Anh ngày 13 tháng 10 chỉ ra, Nga dường như đang tích trữ tên lửa để chuẩn bị cho chiến dịch tập kích mùa đông ở Ukraine. Theo cơ quan này, các máy bay của Nga đã không thực hiện bất cứ cuộc tấn công tên lửa nào ở Ukraine kể từ ngày 21 tháng 9, nghĩa là 3 tuần. Cơ quan tình báo của Anh chỉ ra, quãng nghỉ kiểu này không phải bất thường, bởi hồi đầu năm, Nga thậm chí ngừng tập kích tên lửa trong khoảng thời gian 51 ngày. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khi đó, do Nga cạn kiệt tên lửa sau chiến dịch tập kích diện rộng vào mùa đông. Lần này, Moscow dường như đang tích trữ kho tên lửa AS-23 hiện có, cũng như sử dụng thời gian tạm dừng để tăng lượng dự trữ có thể sử dụng được, nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nữa vào Ukraine trong mùa đông. Trong báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Kiev đã phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị khi cố gắng tiến lên theo nhiều hướng. Theo hướng Kupiansk, nhóm lực lượng Zapad của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của lữ đoàn xe tăng số 4, các lữ đoàn cơ giới 14, 32 và 115 thuộc lực lượng Ukraine ở gần Sinkovka, Ivanovka và Makeyevka. Nhóm này cũng tấn công vào các cuộc tập hợp quân của lữ đoàn cơ giới số 14 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 ở gần Kupiansk và Berestovoye. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Kiev đã mất 105 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất và 1 pháo kéo D-30 ở hướng này. Theo hướng Krasny Liman, nhóm lực lượng Tersen của Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới số 21 và 67 gần Jambolovka và Chervoneya Dibrova. Theo bộ này, tổn thất của Ukraine ở hướng này lên tới 55 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép cũng như 2 pháo kéo D-30. Theo hướng Donetsk, nhóm lực lượng chủ của Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine gần Klitschivka và Pervomaskoye. Lực lượng không quân của nhóm cũng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị từ lữ đoàn tấn công miền núi số 10, các lữ đoàn cơ giới số 53, 93 và 110 ở gần Belokorovka, Kodiumovka, Adeyevka và Marinka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 340 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương ở hướng này. Đồng thời cho biết thêm, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 6 xe cơ giới cũng bị phá hủy. Ngoài ra, 1 pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, 2 pháo kéo D-30 và 1 pháo kéo D-30 đã bị vô hiệu hóa bằng hỏa lực phản pháo. 3 kho đạn của Ukraine cũng bị tấn công và phá hủy ở ngoại ô Adiyevka, Olovka và Latochkino. Ở hướng Nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok của Nga đã nhắm mục tiêu vào một số cuộc tập trung của lữ đoàn cơ giới 58 và lữ đoàn Su-79 gần Urozhaino và Novomikhailovka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, có tới 165 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cơ giới, 1 bệ phóng tên lửa đa năng BM-21 Grad, 1 pháo tự hành M-109 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Akasiya đã bị vô hiệu hóa trong cuộc giao tranh ở hướng này. Theo hướng Zaporizhia, hai cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới 23 và 65 đã bị lực lượng Nga ở gần Rabotino đẩy lùi. Lực lượng Kiev mất 30 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo kéo D-20 và 1 pháo kéo M119 do Mỹ sản xuất trong cuộc giao tranh ở hướng này. Trong khi đó, ở hướng Kherson, lực lượng Kiev tổn thất 50 quân, 11 xe cơ giới và 1 pháo kéo D-30 trước hỏa lực quân sự Nga. Một trạm tác chiến điện tử và kho đạn dược cũng bị tấn công ở gần Berislav. Tổng cộng 488 máy bay và 250 máy bay trực thăng, 7.748 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa phòng không, 12.528 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.163 phương tiện chiến đấu được trang bị MLRS, 6.738 pháo xạ chiến và súng cối của lực lượng Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngoài ra, các nguồn tin Nga còn chia sẻ video về những cuộc tấn công gần đây bằng máy bay không người lái.
Theo đó, pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất, pháo kéo D-20 và pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất, cùng bệ phóng tên lửa đa nòng của lực lượng Kiev đã bị hỏa lực Nga phá hủy. Hơn 4 tháng sau khi bắt đầu cuộc phản công, lực lượng Kiev vẫn chưa chọc thủng được hàng phòng ngự của Nga theo bất kỳ hướng nào. Với tổn thất ngày càng tăng của Ukraine, tình hình dự kiến sẽ không thay đổi. Mùa đông có thể sẽ khiến cuộc phản công chấm dứt hoàn toàn. Về phía bên kia chiến tuyến, lực lượng Ukraine vẫn đang vừa tiến hành phản công ở tiền tuyến, vừa tập trung chặn nguồn tiếp tế của Nga, trong khi phía Nga củng cố hạ tầng tại các vùng đã giành kiểm soát để đối phó. Theo tờ The Wall Street Journal, bên cạnh việc tấn công lực lượng Nga ở tiền tuyến, Ukraine còn tiến hành một chiến dịch thứ hai và rất quan trọng là phá hủy các tuyến hậu cần, trung tâm chỉ huy và kho đạn của đối phương ở hậu phương. Trong khi các binh sĩ Ukraine tìm cách đột phá phòng tuyến của Nga ở phía Nam và phía Đông, đồng đội của họ đang dùng đạn dược do phương Tây cung cấp nhằm vào đường tiếp tế của Nga, với hy vọng làm suy yếu và rồi chia cắt đối phương. Việc đạt được những mục tiêu thiết yếu trên chiến trường phụ thuộc vào việc lực lượng mặt đất của Ukraine tiến đủ xa để đặt thiết bị của Nga vào phạm vi tấn công. Ukraine đang sử dụng pháo, rocket, máy bay không người lái UAV và tên lửa để tấn công, nhưng hầu hết đều có tầm bắn hạn chế. Lực lượng Nga cũng đang nỗ lực tấn công khu vực hậu cần của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine có thể sẽ có một loại vũ khí mới, tầm bắn xa, để nhắm vào các tuyến hậu cần xa hơn của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp một số lượng hạn chế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn lên đến 300 km. Theo giới quan sát, nhận thức rõ nguy cơ này, Nga đã bắt đầu xây dựng các tuyến đường sắt mới xuyên lãnh thổ mà nước này đã giành quyền kiểm soát, trong trường hợp Ukraine tìm cách phá hủy những tuyến đường sắt mà Moscow hiện sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế. Bên cạnh đó, Moscow cũng hỗ trợ lực lượng của mình từ Crimea. Một quan chức Ukraine cho rằng tuyến đường sắt mới mà Nga đang xây dựng tới Mariupol, nếu hoàn thành, sẽ giảm bớt áp lực đối với nguồn tiếp tế từ Crimea, gia tăng mối đe dọa cho quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc vừa thông tin cho biết, Đan Mạch và Cộng hòa Séc sẽ phối hợp cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng cho Ukraine trong những tháng tới. Thiết bị này sẽ do công ty quốc phòng của Séc chế tạo, trong khi phía Đan Mạch tài trợ ngân sách. Cụ thể, lô viện trợ đầu tiên sẽ bao gồm gần 50 xe chiến đấu bộ binh và xe tăng chiến đấu chủ lực, 2.500 súng lục, 7.000 súng trường, 500 súng máy, 500 súng trường bắn tỉa và các thiết bị tình báo tác chiến điện tử. Tháng trước, giới chức Cộng hòa Séc tiết lộ lô viện trợ đầu tiên có 15 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72EA. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13 tháng 10 cũng khẳng định Mỹ có thể cung cấp sự hỗ trợ quân sự thiết yếu đồng thời cho cả Israel và Ukraine. Ông cũng cho biết, sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và Israel hôm 7 tháng 10, Mỹ đã triển khai một số nguồn lực không quân và hải quân đến Đông Địa Trung Hải, cũng như vùng vịnh để tăng cường sức răn đe. Quan chức Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đang khẩn trương cung cấp cho Israel những thứ họ cần để phòng vệ, trong đó có đạn dược và tên lửa đánh chặn dùng cho vòm sắt. Chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy ngay cả khi tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý liên quan đến cuộc xung đột Israel-Hamas. Israel đã đưa số lượng lớn xe tăng tới gần dải Gaza và trung bình cứ mỗi 30 giây lại khai hỏa pháo vào các vị trí của lực lượng Hamas nhằm đáp trả vụ tấn công cuối tuần trước. Hãng tin AFP đưa tin Israel đã tuyên bố sẽ tấn công Hamas sau khi các thành viên của lực lượng vũ trang này đã tập kích khu vực mà Tel Aviv kiểm soát hôm 7 tháng 10. Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong gần một tuần qua đã khiến thương vong của mỗi bên lên tới hàng nghìn người và tiếp tục đốt nóng chảo lửa Trung Đông. Thông tin từ hiện trường cho thấy Israel đã huy động lực lượng hùng hậu, xe tăng và thiết giáp hạng nặng áp sát Gaza, đồng thời tập kích dồn dập bằng hỏa lực vào dải đất hẹp này trong vài ngày qua. Hiện chưa rõ liệu Israel có đưa quân theo đường bộ vào Gaza hay không, và nếu có thì kịch bản này sẽ xảy ra khi nào. Trong một tuyên bố hôm 12 tháng 10, Israel cho hay họ đã bắn hàng nghìn quả đạn vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Binh sĩ Israel đã triển khai pháo 155mm trên các cánh đồng dọc biên giới với Gaza. Mỗi khẩu chỉ cách nhau vài mét, gần các thị trấn Netivot và Sderot, nơi Hamas tấn công cuối tuần qua. Theo AFP, trung bình cứ 30 giây, pháo binh Israel lại tấn công một mục tiêu ở đâu đó trong dải Gaza do Hamas kiểm soát. Mỗi loạt đạn pháo được bắn ra, mặt đất lại rung lên với những âm thanh chói tai rồn rập. Trong khi đó, trên tiền tuyến, các khu vực Netivot và Sderot mà Israel đang kiểm soát cũng trở thành mục tiêu của các đợt rocket bắn từ Gaza. Israel đã lập ra các rào chắn để ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng Hamas. Trên trời, trực thăng vũ trang Apache bay ở độ cao thấp trước khi chuyển sang không phận của dải Gaza trong một thời gian ngắn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, đây là cuộc chiến vì tương lai của chúng tôi. Quân đội Israel sẽ loại bỏ Hamas. Đây sẽ là một cuộc chiến gian nan và kéo dài.
nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Bất chấp mọi thách thức, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ người dân của mình trước mọi mối đe dọa. Trong khi đó, Gaza đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi bị Israel bao vây hoàn toàn, dẫn đến tình trạng thiếu điện, nước và nhu yếu phẩm. Các bệnh viện ở Gaza đều quá tải và có nguy cơ biến thành nhà xác khi phải tiếp nhận hàng nghìn trường hợp bị thương, trong khi cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng. Trước khi chiến sự bùng phát, người dân ở Gaza đã sống dưới sự phong tỏa đường bộ, đường không, đường biển của Israel trong 17 năm qua. Giờ đây, cuộc sống của hơn 2 triệu người dân tại giải đất hẹp đang đối mặt với thách thức chồng chất khi bom rơi đạn lạc không ngừng trút xuống. Và cuộc Ngoại trưởng Iran cùng ngày 12 tháng 10 tuyên bố rằng việc mở một mặt trận mới chống lại Israel sẽ phụ thuộc vào hành động của Israel ở giải Gaza. Dù Iran là nước ủng hộ từ lâu của Hamas, nhưng các quan chức Tehran kiên quyết khẳng định không liên quan đến cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10. Mỹ vẫn lo ngại nguy cơ mặt trận thứ hai mở ra ở biên giới phía bắc của Israel với Liban nếu Hezbollah, một lực lượng vũ trang khác được Iran hậu thuẫn tham gia vào. Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani. Quan chức của một số quốc gia liên hệ với chúng tôi và hỏi về khả năng mở một mặt trận mới chống lại Israel trong khu vực. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Abdollahian nhấn mạnh, chúng tôi nói với họ rằng câu trả lời rõ ràng của chúng tôi về các khả năng trong tương lai là mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của chế độ Do Thái ở giải Gaza. Ngay cả bây giờ, tội ác của Israel vẫn tiếp diễn và không ai trong khu vực hỏi chúng tôi về việc mở mặt trận mới. Cuối ngày 12 tháng 10, ông Abdollahian đến thủ đô Beirut của Liban, nơi ông được Hezbollah và Hamas cùng các nhóm thân Iran khác tiếp đón. Ông dự kiến gặp các quan chức Liban trong ngày 13 tháng 10 trước khi tới Damascus. Phát biểu từ sân bay Beirut, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết các đồng minh trong khu vực của Iran được gọi là trục kháng cự có thể đáp trả nếu chiến dịch tấn công vào giải Gaza của Israel leo thang. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong phát biểu mới nhất cho biết liên minh này sẽ thảo luận về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt và cáp dữ liệu chạy giữa các quốc gia thành viên Phần Lan và Estonia, đồng thời sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn nếu một cuộc tấn công có chủ ý được chứng minh. Hãng tin Reuters ngày 12 tháng 10 dẫn lời thiệt hại đối với đường ống Baltic Connector và các viễn thông đã được xác nhận hôm 10 tháng 10 sau khi một trong hai nhà khai thác đường ống Gatgris của Phần Lan ghi nhận áp suất giảm và có thể bị rò rỉ trước đó trong một cơn bão. Chính phủ Phần Lan thông báo một đường ống dẫn khí đốt dưới biển và một tuyến cáp viễn thông nối Phần Lan và Estonia đều bị hư hại kéo dài và địa điểm xảy ra sự cố đã được xác định. Phần Lan, nơi đang tiến hành điều tra cho biết thiệt hại có thể là do hoạt động bên ngoài gây ra. Điều đó đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng trong khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, điều quan trọng bây giờ là xác định điều gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Nếu nó được chứng minh là một cuộc tấn công có chủ ý và cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO, thì điều này tất nhiên sẽ nghiêm trọng và phải chịu phản ứng thống nhất và quyết đoán từ NATO. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.